Xin chào mọi người, em là Kim Phụng của kênh Nam Phụng Lân Đường Lâm Đồng. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2021. Em lên một phiên bán hàng, tiếp tục bán một số mặt hàng cho mọi người sưu tầm. Hôm nay thì trong vườn nở một bông cực kỳ đẹp luôn. Bông này có tên là cát tường. Đấy, mới vừa nở sáng nay. Và mọi người nhìn thấy là cái độ phê của nó. Em quay mà em còn mê luôn. Mới vừa nở luôn. Cánh thì phớt hồng nha, lưỡi thì đỏ, mắt tròn viền. Và bông này thì có một số nơi sẽ gọi là bệt, nhưng mà theo tiêu chí bọn em bán bệt nhiều á thì bọn em sẽ không gọi bông này là bệt, mà sẽ gọi bông này là bông lưỡi đỏ thôi. Đó, mọi người nhìn này, nó mới nở sáng nay mà nó đẹp quá. Cánh này, cánh của nó rất là cân đối luôn. Mọi người nhìn cánh này, cánh sáp cực kỳ dày luôn. Đó, cánh sáp cực kỳ dài và bóng. Cánh đầu này, hai cánh vai này, và hai cánh đài này. Trời ơi, nó không thể nào mà nó cân đối hơn nữa. Khuôn này rất là chuẩn khuôn hoa bó nha mọi người. Thì bông cát tường này cũng là một bông xuất thân từ hoa bó. Và có một điều mọi người lưu ý là đa số các dòng bệt thì đều xuất thân từ hoa bó hết. Ví dụ như là quốc dân nè, Kenny quốc nè, vân vân. Thì có nhiều khách hay hỏi là anh mua cây hoa bó rồi thế này thế kia, thì bọn em có bán hoa bó sổ. Còn cái hàng mà bệt quốc dân hay là bệt đa số các loại bệt thì nó đều xuất thân từ cái vùng hoa bó hết nha. Và bông cát tường là một bông lưỡi đỏ, cũng là một cái khuôn hoa bó này cực kỳ đẹp luôn. Và bông này em thấy là màu nó là khỏi phải chê luôn. Màu không thể chê đi đâu được mọi người ơi. Đó, mọi người nhìn cái màu này, rất là hài hòa cân đối luôn. Và cánh khuôn rồi, nói chung là không chê điểm nào được. Bông này mà bệt nữa thì thôi khỏi phải chê. Nhưng mà em thấy là cái lưỡi đỏ của nó như thế này thì nó lại hài hòa. Hài hòa với cái cánh và cái lưỡi rồi cái khuôn xung quanh mũi rồi đấy. Đấy, nói chung một bông rất là đỉnh nha. Bông này xếp vô dạng bệt thì một số nơi vẫn có thể gọi là bệt được đấy. Nhưng mà em nói đấy, theo tiêu chí của em bán bệt thì nó chỉ là lưỡi đỏ thôi. Nhưng mà khuôn cánh rồi vai rồi cánh đài cắm vai rồi là quá tuyệt luôn. Rồi, thì chậu này nó mới nở sáng nay thì trên này nó có một cái kỳ này. Thì em cắt nguyên cái khúc này thì là 600 nghìn nha. Có cả cái bông hoa này về luôn là 600 nghìn. Bông này cánh sáp và đó, cực kỳ dày luôn. Cánh sáp rất dày, bóng đó. Và vuốt thì nó không hề xuống mọi người ơi. Nó vừa mới nở sáng nay thôi. Và nếu mà nó nở tới 9-10 giờ nữa thì nó sẽ rất là sai. Bây giờ em quay thì đang là 8 giờ nha. Rồi em làm video up lên thì chắc cũng cỡ là trưa ấy. Làm video lâu lắm mọi người. Đó, thì cái cây dinh thân này là 600 nghìn nha. Cây cắt từ đây này là cây 52 rồi. Và ở trên này thì em sẽ có những cây kỳ nhỏ hơn của nó. Đấy, cũng là cái giò mẹ của nó. Lấy cùng một cái giò. Đây, cái này là giò to em cắt ra thì nó được những cây này, đảm bảo với mọi người là chuẩn mặt hoa nha. Bởi vì hai cái chậu lấy cùng lúc luôn. Cái này là mới săn được trong dân mấy bữa đấy, và về chờ nó sổ hoa mới bán. Thì hôm nay em sẽ bán những cái kia này. Và phiên bán hàng ngày hôm nay thì em sẽ bán hàng và cũng chơi game luôn. Em bán hàng như sau. Em sẽ không phân giá cái nào hết á, thì mà em sẽ cho tất cả các lô này đều đồng đều giá. Và khách hàng nào mà mua nhanh nhất, xem nhanh nhất, đăng ký kênh á, thì khách sẽ chọn được cái lô mình ưng ý. Thì đây cũng là em nghĩ là một cách rất là hiệu quả để kênh biết được là khách hàng nào hay xem kênh của mình, khách hàng nào đăng ký và khách hàng nào nhanh nhất thì chúng ta sẽ chọn được một lô đẹp nha. Thì tất cả các mặt hàng ngày hôm nay em đều bán như thế cả, chứ em không có phân giá gì cả. Ai nhanh thì sẽ được kỳ đẹp thôi, mà còn ai mua sau thì chúng ta sẽ được những kỳ nhỏ hơn. Đấy, kỳ thì nó đều đẹp như nhau, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn thôi, chứ không có kỳ xấu đâu. Rồi, thì đây là kỳ của cái bông cát tường nè. Đấy, cái bông lưỡi đỏ cát tường. Thì em sẽ bán đồng giá là đây, tất cả những cái kỳ to vật vã này là 500.000 nha. Đấy, từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến là số 21 đều là 500.000 hết. Đấy, đây mọi người nhìn nè, kỳ rất là to, dài cỡ 15 sen rồi. Đấy, thì bây giờ mọi người xem và mọi người chọn nha. Em quay qua một lượt nha. Số 1 này, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 là cây này nó bị ẩn dưới này nè. Rồi 9 này, đó, 10 nè. Rồi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Những cây 16 nó nhỏ hơn thì nó sẽ có một cái khúc mắt ngủ rất là dài nha. Đấy, 17 nè, 18, 19, 20, 21. Đấy, thì 21 cây này đồng giá là 500.000 nha. Cho cái mặt bông em vừa mới quay xong, mặt bông cát tường.
và khách nào mà nhanh nhất thì chúng ta sẽ chọn được những cây đẹp nha. Đấy, hôm nay là em cắt 21 cây thôi. Đấy, còn cái chậu to, chậu mẹ của nó thì nó sẽ có rất là nhiều cây nữa. Rồi, 21 cây. Rồi, đó là dành cho một bông cắt tường. Mời mọi người ngắm lại bông nha. Bởi vì lúc nãy em quay kỹ rồi, nhưng mà nó quá là phê đi. Mọc bông quá đỉnh mọi người ạ. Đây, mời mọi người ngắm lại bông này. Mọc bông này. Wow, trời ơi nó đẹp. Không thể nào đẹp hơn nha mọi người. Đẹp quá, khuôn lưỡi mắt rồi cánh thì cân đối, cực kỳ cân đối nha. Trời ơi, nhìn hai cái cánh đài của nó này, hai cánh vai của nó này. Wow, nó đẹp mà nó căng bóng ra mọi người ơi. Cái này giống như là gái 18 á, tràn đầy sức xuân á. Phải, mơn mởn mơn mởn. Rồi, tiếp theo là em có hàng ma bó xổ số. Đây. Ma bó xổ số này là cây ma bó xanh sạch nha. Đấy, cây ma bó xanh sạch. Đó là về mọi người tự xổ, không biết là nó là như thế nào. Về những cây đều tự nhiên rất là khỏe rồi. Đấy, xanh sạch này. Đấy, rất là xanh sạch luôn. Và về mọi người tự xổ, chắc chắn thì nó sẽ ra ám rồi. Còn là nó có lưỡi bệt hay không, nó có mũi trắng hay không á thì mọi người tự xổ theo cái duyên của mình nha. Còn em bán hàng ma bó xanh sạch xổ số mà. Bởi vì cây này thì nó cũng chưa có mặt hoa. Mua ma bó về mấy năm trước là bọn em mua ma bó rất nhiều và bây giờ thì có những cây nó chưa sổ thì sẽ bán theo cây. Đây, ở đây lô này thì em có 14 cây và em bán đồng giá là 500 ngàn một cây. Tương tự, khách nào mà coi nhanh nhất, chốt nhanh nhất thì chúng ta sẽ chọn được cây đẹp nha. Rồi em quay nha, ma bó xanh sạch nha, 500 ngàn một cây. Số 1 nè, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 và số 14 nha. 14 cây ma bó xanh sạch giá là 500 nghìn mỗi cây. Ai nhanh thì sẽ được cây đẹp nha. Rồi, đó là ma bó xanh sạch. Tiếp theo là em có hương rừng. Ơi, hương rừng mới bữa em bán chậu lớn thôi thì hôm nay đã có cây lại rồi. Và hương rừng em cũng bán đồng giá là 600.000 một cây cho những cái cây này. Từ số 1 cho đến số 9 sẽ là 600.000. Thì em sẽ quay cho mọi người xem. 1 nè. 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, 9 cây hương rừng này đồng giá là 600.000. Tiếp theo là từ số 10 cho đến số 18 sẽ là 800 nghìn. Thì cái này nó là 2 cây nha, 2 cây và một đống mắt ngủ luôn. Thì mọi người ai muốn muốn sưu tầm nhiều thì chúng ta sẽ chọn cái này. Rồi số 10 nè. Số 11, số 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đấy, khúc này còn 2 cái mắt ngủ thôi nha. Đấy, thì từ 11 đến 18 sẽ là 800 nghìn cho mặt hoa hương rừng, một cái mặt hoa khuôn lưỡi rất là dài và cái màu bạc của nó rất là đặc trưng, cũng rất là đậm. Đó, khuôn lưỡi ống nha, nó khá là đẹp. Rồi, thì đó là về hương rừng. Rồi, ở đây em sang bạc quốc dân. Quốc dân thì hôm qua em cũng đã bán một số rồi. Thì hôm nay em tiếp tục bán. Đây, nó có mặt hoa đây. Cho nên là mọi người yên tâm. Cái này là cũng cắt trên một cái giò mẹ của nó. Đấy, cắt trên cái giò mẹ nhá. Mọi người nhìn cái độ đậm của nó này, hoa cắt xuống rồi. Nhưng mà cái độ đậm của quốc dân thì nó cực kỳ là ổn định luôn. Qua các lần nở, qua các nơi nở. Và em đảm bảo với mọi người là mọi người đem về phía Nam hay là phía Bắc trồng thì cái màu lưỡi này nó còn đậm hơn so với vùng Lâm Đồng của chúng em nữa nha. Ví dụ như các cây ám như là tích lịch hỏa này, số hên này, ngọc kỳ lân này thì nó nở tất cả các vùng khác, cánh nó đều rất là sáng hơn so với vùng Lâm Đồng. Lâm Đồng thì nó sẽ ưu tiên được cái khí hậu về nó lên kỳ này cực kỳ là khỏe này. Còn về mặt hoa mọi người trồng á, thì về phía Bắc và phía Nam á, thì em thấy bệnh nở lại rất là đẹp, kể cả tích lịch hỏa cả đồ trồng ở phía Bắc, Sơn La, Lai Châu, Sài Gòn rồi á, nở cực kỳ là đậm luôn. Cho nên mọi người yên tâm về cái độ đậm của nó. Rồi thì cây quốc dân em cũng bán đồng giá luôn. Nhánh số 1 này, đây nhánh này, đấy nhánh này. Thì những cái cây mà nó trên thân như thế này thì em sẽ bán đồng giá là 900 nghìn. Đó, ai nhanh thì sẽ được nha. Cây số 1 này, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 nè. Rồi số 8 nè. Đấy, số 8 nè, 8 cây rồi thôi nha. Đấy, 8 cây lớn nè. Đồng giá là 900 nghìn. Cái này em không đánh số nhưng mà em biết bởi vì em đếm từ dưới gốc lên ngọn này. Đó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, đấy, 8. Đấy, mọi người rễ rất là khỏe rồi nha. Và tất cả cây đều là cây cắt hết, nên mọi người yên tâm về cái độ dinh dưỡng và sức sống của nó. Thì đấy, khúc quốc dân số 1 đồng giá 900.000. Ai nhanh thì sẽ chọn được cái cây mình yêu thích. Rồi, quốc dân số 2 thì em bán là 700.000. Tương tự, ai nhanh thì cũng sẽ chọn được cây mình yêu thích. Thì em sẽ lần lượt đếm số từ giữa gốc lên ngọn luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, 8 là cây này nha. Cái này thì em sẽ cắt ở đây cho mọi người một cái mắt ngủ nữa. Đấy, thì đồng giá là 700.000 cho cái khúc này. Hàng quốc dân nha mọi người. Đấy, hàng biệt quốc dân á. Rồi, ở đây em có cái cây to này là 1 triệu nè. Cây lách nè. Đấy, cây to này là 1 triệu nè. Cực kỳ là khỏe luôn. Đế rất là to luôn. Nhưng mà cây này em cũng bán rồi. Rồi, khúc này cũng bán rồi. Nên thôi, quay hai khúc đồng giá này thôi. À, và cuối cùng là em sẽ bán Lan Bi An. Lan Bi An thì hôm qua Vũ cũng bán rồi, em cũng bán rất là nhiều rồi. Đây, Lan Bi An thì mọi người thấy như cái khúc kia này nè, bọn em cắt xuống rồi nhưng mà nó vẫn đây, hoa này. Hoa Lan Bi An cũng rất là đẹp mọi người nha, nhìn cũng rất là phê này. Đó, và hoa này em thấy là nó bay 24 giờ luôn. Đó, nhìn con mắt nó rất là dễ thương luôn. Con mắt nhỏ mà xinh xắn kiểu gì á. Đấy, mọi người thấy nè, năm cánh trắng nè, trắng tinh luôn. Đấy, Lan Bi An nha. Thì bây giờ em bán một số cây như sau. Lan Bi An thì em không bán đồng giá nha, em bán như nhau hết. À quên, em bán theo theo cây, bởi vì nó có hàng này là hàng đắt tiền á, cho nên là mình sẽ bán cây ấy. Rồi, cây số 1 là cây này nè, giá là 2,7 triệu nha. Đây, cây số 1 đây, 2,7 triệu nè. Rồi, cây số 2 cũng là 2,7 triệu là cây này. Cây số 2, 2,7 triệu nè. Cây số 3 là 2,1 triệu nè. Đó, mọi người so cái cây 2,7 triệu với 2,1 triệu nè, thì cây này nó sẽ dài hơn. Nghe chưa? Đấy, cái độ dài nó sẽ dài hơn. Cây số 3 2,1 triệu. Và cây số 4 là 2,3 triệu là cây này. Cây số 4 2,3 triệu đây, rễ rất khỏe rồi. Cây số 5 là 2 triệu, cây nhỏ này. Số 5 2 triệu nha. Cây này thì bán rồi nè. Cây này bán rồi. Đấy, Lan Bi An nè. Rồi, mắt ngủ thì em không có đâu. Rồi, hôm nay em bán cái này hàng thôi. À quên, em còn tích lịch hỏa nè. Tích thì vừa gieo cũng nhiều. Đây, tích đây. Tích này nở 10 ngày rồi. Đấy, cánh leo rồi, bây giờ nó đã tàn rồi. Đấy, chuẩn bị ngắt hoa này đi thôi. Mà quay lên để mọi người biết là vừa em bán là chuẩn cây, chuẩn hoa nha, yên tâm. Thì em bán những cây nhỏ nè. Cây tích lịch hỏa số 1 là 4 triệu nè. Cây này nha, rẻ khỏe lắm rồi nè. Cây số 2 là 3,5 triệu nè. Và cây này nè. Và mầm gốc là 9 triệu nè. Đấy, mầm gốc là 9 triệu nè. Đấy, số 1 là 4 nè, số 2 3,5 triệu, mầm gốc to đầu này là 9 triệu. Đấy, mầm gốc thì em quay kỹ cho mọi người nè. Sau khi mà cắt xong những cái cây đó đi nè. Đó, mầm gốc lên rất là khỏe. Dài phải được 15 sen rồi. Và chậu này 11 triệu nè, hai mầm nha. Cây 52 rồi, 11 triệu, hai mầm. Và mọi người nhìn cái tà lá và tính lịch hỏa thì rất là dễ nhận biết. Cái tạc lá nó đứng lên. Đó, tạc lá nó chỉ thiên á. Đấy, tạc lá ma bó của tính lịch hỏa thì tạc lá chỉ thiên này, nhìn rất là dễ nhận biết luôn. Rồi, em hôm nay bán trên này hàng thôi. Xin chào mọi người nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, xem video nhanh và chốt được nhiều hàng như ý muốn nha.